Chà cam bưởi nhiệt đới. Một trăm ml nước cốt hồng trà. Hai mươi ml mứt cam. Hai mươi ml siro bưởi hồng. Khuấy đều. Đến phần trang trí cốc. Đá. Lấy một quả cam xanh. Thái một lát tròn. Áp vào mặt. Áp vào thành cốc. Thêm một lát nữa. Cho thêm đá vào. Tiếp theo, rót. Trang trí thêm nữa. Cho một chút đá bào vào phần ngọn. Màu vàng đi. Vậy là hoàn thành trà cam bưởi nhiệt đới.